Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo các công ty du lịch, các địa phương tổ chức lễ hội về việc bảo đảm và siết chặt chất lượng và đa dạng sản phẩm dịch vụ du lịch. Cùng với đó, thành phố yêu cầu các công ty du lịch, điểm đón, tổ chức lễ hội phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về giá, phí, phải niêm yết công khai giá bán các dịch vụ du lịch, không tăng giá bất thường. Đặc biệt, phải chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách khi đến với thủ đô Hà Nội, tập trung vào các dịp Tết Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân 2021. Đặc biệt, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách, nhân viên du lịch, công ty lữ hành và nhân viên tại các điểm du lịch tham quan tổ chức lễ hội. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về giá và niêm yết công khai giá bán các dịch vụ du lịch và không tăng giá bất thường. Điểm thứ ba đó là cái đảm bảo an toàn về công tác phòng cháy và chữa cháy, thực hiện các quy định đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và có phương án và biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra các sự cố tai nạn tại các khu điểm du lịch, tuyến du lịch và để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua, 667 đoàn kiểm tra của thành phố và các địa phương đã tiến hành kiểm tra định kỳ. Qua kiểm tra 6.700 cơ sở, đã xử phạt gần 800 cơ sở với số tiền phạt gần 1 tỷ 500 triệu đồng vì không đảm bảo các điều kiện an toàn. Và đề nghị kiểm tra mấy vấn đề. Thứ nhất là kiểm tra các cơ sở trong khu vực lễ hội hoặc gần khu vực lễ hội. Đặc biệt là vấn đề cơ sở và kinh doanh. Thứ hai vấn đề, một là vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm. Vấn đề thứ hai nữa là kiểm tra những đối tượng, những người mà tham gia lễ hội về vấn đề tham gia phòng chống dịch. Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các quận, huyện, xã, phường nơi có điểm tuyến du lịch chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón khách du lịch. Đặc biệt chú trọng đến vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn phòng chống dịch COVID-19. Nơi nào không đáp ứng đủ điều kiện thì không cho tổ chức đón khách tham quan.